Dâu dâu sâu, bà có sâu, trong năm sau anh em nó quay trở lại cùng với YouTuber Double Gaming trong tựa game Meta Sloom của VNG. Hiện tại thì chúng ta đang ở trong server gì nhở? Trung Quốc anh em nhá, server China. Và tất nhiên rồi, phải có cái gì đó mình mới vào server này và giới thiệu với anh em. Thì hôm nay thì mình vào server này giới thiệu cho anh em một loại vũ khí mới. Vâng, nó lại vừa có một loại vũ khí mới xuất hiện luôn anh em. Đây, anh em thể nhìn xem, một khẩu thần thoại mới vừa xuất hiện. Như anh em đã biết thì chúng ta có đến 4 khẩu thần thoại, đó là khẩu AK này anh em này, đúng không? Khẩu AK này, khẩu này đã xuất hiện ở phiên bản Việt Nam chúng ta rồi. Tiếp theo là khẩu gì nhở? Khẩu laser. Khẩu này khẩu bắn băng nha anh em nhé, khẩu laser nhưng mà nó lại gây hiệu ứng băng này. Tiếp theo là khẩu 6 nòng. Khẩu 6 nòng này nghe nói sắp ra mắt đâu đó tầm khoảng vài ngày nữa thôi anh em. Khẩu gì nhở? Bazooka, khẩu bắn đạn pháo, đạn tên lửa. Khẩu Star Slay. Khẩu này thì quá quen mắt với anh em rồi. Còn khẩu cuối cùng thì vừa ra mắt ở server Trung Quốc, server China. Anh em thể đoán được đây là khẩu gì không? Đây là khẩu lửa nha anh em nhá. Đây anh em nhìn thấy không? Hiệu ứng lửa, và đây là khẩu súng lửa nha anh em nhá. Đấy, anh em cứ chê súng lửa đây đúng không? Shotgun không ra anh em nhá. Vậy chúng ta có 5 khẩu thần thoại. Đây là gọi là súng thần thoại anh em nhá. Khẩu này là khẩu thần thoại lửa. Mình sẽ điểm danh lại 5 khẩu thần thoại cho anh em xem này. Thứ nhất là khẩu thần thoại AK này, phá giáp, đúng không? Đây khẩu thần thoại AK này, khẩu thần thoại laser này, khẩu thần thoại băng nhá. Khẩu laser này bắn ra đạn băng anh em nhá. Nó cay gây hiệu ứng băng này, anh em nhìn thấy, gây hiệu ứng băng này. Tiếp theo là khẩu 6 nòng này, lại phá giáp nữa, đúng không? Đây là khẩu thần thoại 6 nòng, phá giáp. Tiếp theo là khẩu lửa, thần thoại lửa, đúng không? Thần thoại lửa mình không biết tên nó chính xác nó tên là gì nhỉ. Tiếp theo là khẩu thần thoại pháo Star Slay nhá anh em nhá. Để mình thử search xem cái khẩu này nó tên là gì. Chính xác tên của nó là gì anh em nhá. Search cái là ra ngay mà. Search cái là nó ra ngay anh em. Chính xác tên nó là gì anh em nhỉ? Nó tên là lửa sao nha, khẩu sao lửa. Biết tên chính xác của nó là gì nhỉ? Bầu trời đầy sao, bầu trời ngọn lửa đầy sao, bầu trời sao. Vâng ạ, nó tên là Sky. Nếu mà thế thì tên tiếng Anh của nó phải là, đúng không? Nếu bầu trời lửa thì gọi là Fire Sky à? Sky Sky à? Đúng không? Fire, đúng không? Free Fire. Đây chính là khẩu Free Fire nha. Đây là khẩu lửa chùa đấy anh em nha, nhưng mà không đùa, lửa chùa này được đâu. Anh em để nhìn thấy. Đây chính là, nếu mà thế thì chúng ta sẽ gọi nó là khẩu Sky Free Fire anh em ạ, đúng không? Vì ở đây nó cái tên của nó nhá. Cái hai chữ đầu tiên có nghĩa là bầu trời. Bầu trời đầy sao, và hai chữ cuối cùng này là ngọn lửa, nghĩa là bầu trời, khẩu bầu trời Sky. Sky Free Fire. Ồ đấy, tên thế nghe nó oách đúng không? Còn về Việt Nam thì không biết là VNG gọi tên nó là gì, nhưng mà tôi gọi nó là khẩu Sky Free Fire. Đấy, nghe cho nó watch select cho anh em nhá. Khẩu bắn tóe ra lửa cho anh em nhá. Và đây là hình ảnh của khẩu Sky Free Fire, anh em có thể xem, theo dõi chi tiết về hình ảnh đó đây anh em. Đây, về hiệu ứng hoạt ảnh nhé. Chúng ta gọi hoạt ảnh đấy, anh em nhìn đâu. Khẩu lửa này bắn thì kinh lắm anh em ạ. Đừng chê lửa chùa ở đây. Vậy lửa này, lửa không đùa đâu anh em. Lửa này lửa không đùa được đâu. Lửa chùa này thì không đùa được đâu. Nó là gì nhỉ? Nó là súng thần thoại thì không đùa đâu anh em ạ. Súng thần thoại thì dù có đấm bốc hay cưa thì cũng khủng khiếp lắm đúng không? Đó là về mặt hình ảnh nha anh em nhá. Còn về mặt thông số anh em có thể nhìn thấy chỉ số tấn công là 1160, HP là 0, chưa cộng vì chưa tăng sao anh em nhá. Bạo kích là 3.5%, DPS là 3.19%, đạn thấp tầm bắn chung và có 20 viên đạn anh em nhé. Anh em chỉ để ý ba chỉ số đầu của giúp mình thôi, ba chỉ số có phần trăm giúp mình thôi. Đó chỉ số công này, chỉ số bạo kích và chỉ số DPS anh em nhé. Thì khẩu này 3.5 và 3.19. Ôi mẹ chính cỏ, mẹ khẩu ấy này, ba khẩu DPS, khẩu chỉ có khẩu 6 nòng kinh nhờ. 359.7%, ông này đổi số DPS của khẩu này đáng sợ thế nhở, chứng tỏ khẩu 6 nòng dã man thật anh em ạ, đúng không? Mỗi số DPS của khẩu 6 nòng kinh thật, bạo kích của nó cũng kinh cơ, 3.5% nhá. Đây khẩu này 360%,
Khẩu này là 323,5%. Chứng tỏ khẩu khẩu Star Slay là cũng bạo kích 3,5% và bộ số DPS là 3,22%. Chứng tỏ khẩu lửa này yếu nhở. Bạo kích 3,5 nhưng bộ số DPS của nó khá thấp nên anh em nhá, chỉ có 319% mà thôi, thấp nhất trong cái đống này. Khẩu AK lỏ này nó còn là 323% nữa không? Anh em hay gọi AK lỏ nhưng mà vào đây nó không lỏ thế nào đâu anh em. Khi nó đã lên thành súng thần thoại nó không lỏ thế nào đâu anh em. Nếu như thế so thì khẩu lửa này là khẩu yếu nhất à, đúng không anh em? Bộ số nếu xét về tất cả những cái thông số cơ bản của nó thôi, anh em này nhìn thấy tấn công như nhau nhá, tất cả súng thần thoại chỉ số tấn công ban đầu đều là 1160, đúng không? HP là 0. Quan trọng là anh em chỉ chú ý đến hai cái chỉ số là bạo kích và bạo kích và gì nhỉ, bộ số DPS này mà thôi, đúng không anh em? Thì ở đây AK lỏ à đâu, khẩu súng lửa này, khẩu Sky Free Fire này, anh em này nhìn thấy là nó chỉ có 319% mà thôi, thấp nhất trong 5 khẩu thần thoại mà hiện tại server China đang có này anh em nhé. Mình hay quen gọi server QQ vì mình dùng ác QQ nên mình hay gọi quen là server QQ như anh em nhé. Đó, anh em thì nhìn thấy bắn như thế này anh em, nhưng mà khẩu này vẫn chưa ra mắt đâu anh em, khẩu này vẫn chưa có cách để sở hữu. Anh em ạ, mình chưa tìm được clip nào mà quay cái khẩu khẩu Sky Free Fire này, khẩu súng lửa chùa này anh em ạ, mình vẫn chưa tìm được cái clip nào mà quay hay là clip nào để mà trải nghiệm, anh em chỉ có thể xem được cái hoạt ảnh với cái khẩu khẩu Sky Free Fire này mà thôi, khẩu súng thần thoại lửa này mà thôi anh em ạ. Đó, hiện tại thì thông số của nó là như vậy, thông số cơ bản ban đầu của nó là như vậy và hoạt ảnh của nó về hình ảnh cũng như hoạt ảnh của nó. Khẩu này thì sẽ chuyên dùng cho support đây anh em, khẩu này dùng cho cung kích nhá. Súng lửa thì chưa bao giờ là, về cơ bản thì súng lửa chưa bao giờ có thể là đam chính thì anh em nhé. À, súng lửa có thể làm đam chính được không? Súng lửa có thể làm đam chính được không? Không anh em. À, làm được. Nhưng mà nếu mà so về ba khẩu súng chính ấy, đúng không? Nếu mà so với gì nhở? So với 6 nòng hay là so với bazooka thì súng lửa này làm đam chính được không? Cũng được, đúng không? Nó đã lên thần thoại đấy anh em, là đam chính được tất nhá. Còn về những so với những cái yếu tố khác thì đa số anh em thích 6 nòng làm đam chính hơn, 6 nòng với shot làm đam chính hơn. Anh em để ý này, có 5 khẩu súng ra nhưng mà chưa có khẩu nào là khẩu shot đâu. Nên là khẩu chắc là khẩu shotgun nó rất mạnh nha anh em nhá. Nếu mà khẩu shotgun ra đúng không? Anh em nhìn thấy có tất cả hiệu ứng ở đây rồi, tất cả những thứ mà về cơ bản thì súng đều nâng cấp hết rồi. Duy nhất có khẩu shotgun thì chưa có nha anh em nhá. Khẩu laser này là khẩu bắn ra hiệu ứng băng nha anh em nhá. Khẩu này bắn ra hiệu ứng băng vì nó bắn rất nhanh nên hiệu băng nó cũng lên rất nhanh em nhá. Khẩu này cũng mạnh tương đối đấy, không phải yếu đâu. Sau này anh em sẽ nhìn thấy những nhân vật nó cầm những khẩu này nó rất kinh khủng như thế nào. Về lâu về dài chúng ta sẽ được nhìn thấy, nó sẽ xuất hiện thêm những nhân vật mà nó sẽ phù hợp với cái loại súng này hơn. Đó, đó là khẩu gì nhỉ? Đó là khẩu súng lửa mình muốn giới thiệu với anh em mà thôi, đúng không? Nhìn ngầu vậy, đúng hét ra lửa đấy anh em nhỉ? Hét ra lửa đấy anh em nhìn đâu? Bơm biếc đây, ấy khè lửa, lửa này lửa tím cơ, mày lửa này lửa không giải được. Anh em nào biết theo dõi mình ở thế giới cao ép thì biết cái lửa tím này lửa không giải được, lửa đỏ là lửa cơ bản thôi. Lửa này người ta gọi là dị hỏa đấy, đúng không? Anh em đọc truyện nhiều anh em sẽ hiểu đây là chính là dị hỏa này. Đúng không? Anh em đọc truyện tu tiên nhiều anh em sẽ biết đây không phải là hỏa bình thường mà đây người ta gọi là dị hỏa. Đấy. Ồ đúng, từ dị hỏa nó kết hợp trong game này nó chuẩn lắm vì chúng ta có gây ra sát thương dị thường với ba hiệu ứng phá giáp này, băng này, lửa này. Hay là gì nhở, trọng thương suy yếu các kiểu đúng không? Chỉ cần 3 trạng thái lên thì chúng ta sẽ gọi là trạng thái dị thường. Thì ở đây là cũng hợp lý. Đây là một cái dị hỏa thì nó cũng là hợp lý thôi. Một cái hỏa rất dị, không thể dập tắt được, chẳng hạn như thế đúng không? Ngầu ấy, khẩu Free Fire này ngầu ấy. Khẩu Sky Free Fire này ngầu đấy anh em ạ. Khẩu bầu trời toàn sao này. Bầu trời toàn sao lửa ấy à. Kiểu là như vậy đấy anh em nhá. Đấy, ngoài ra thì còn cái gì ở trong này nữa không? Thì anh em nhìn thấy này, ngoài ra thì ở server này thì nó sẽ cũng có sẽ bán những cái gói, anh em sau này sẽ nhìn thấy bán nhiều, rất nhiều gói thì anh em nhá. Vì ở server Việt Nam đã chưa bán nhưng mà ở đây nó bán khá nhiều gói. Ví dụ gói cuốc này. Và cuốc thì mình không nói, gói cơ bản classic thì anh em này nhìn thấy sau này nó sẽ bán những cái gói hộp nữa. Trong hộp này thì không biết chứa những cái gì đây anh em, nhưng mà là phải nạp bằng tiền anh em. Gói này là 168 tệ. Đó, nhân 3 lần lên anh em. Nên 3 lần lên nó rơi tầm khoảng 500.000. Cái gói này rơi tầm khoảng 500.000 Việt Nam chúng ta. Nó nôm na như thế anh em nhé. Đó,
nó sẽ được 4 cái dương gì đó, 1680 ruby 20 quốc. Ủa gói này nếu mà tính ra 500.000 thì vẫn rẻ ấy chứ đúng không? Đúng không anh em? Tính ra 500.000 thì vẫn rẻ. Vì ở Việt Nam chúng ta là bao nhiêu nhở? Việt Nam chúng ta là 1680. 1680 kia là nó cũng phải tương ứng với 1680 kia nó cũng phải tương ứng với tầm khoảng 500.000 rồi, 400.000. Gói 400.000 của chúng ta là 1300. Nếu mà cái này 500.000 là rẻ đấy anh em đúng không? Đây là 168 tệ mà 1 tệ. 1 tệ thì bằng 3.000 Việt Nam chúng ta anh nhá. 1 tệ bây giờ là 3.000 mấy thì đây anh em nhân 3 lên thì biết đúng không? Nó sẽ rơi tầm khoảng 400 mấy. Đúng không? Nhân 3 lên 24 biết 4 nhớ 2 này, 36 12 4 mấy đúng không? Đó, mình cứ quy cái gói là tầm khoảng 500.000 Việt Nam, nếu tính ra 500.000 là rẻ đúng không? Tiếp theo gói 68 tệ. Anh em nhìn thấy một dương 68 tệ thì vẫn lời, nó chỉ cho mua một lần duy nhất thôi. Đây gói quốc cơ bản classic, quốc nhân vật, quốc xanh này ít xuất hiện này, đa số chúng ta hay bán quốc đỏ nhiều. Đây nha anh em nhá, đây nó còn bán cả nhân vật nữa. Khi mà nhân vật bất kỳ một nhân vật nào ra mắt thì nó đều bán nhân vật ở đây, bán ảnh nhân vật ở đây nha. Đây 68 tệ, nhận được 5 mảnh này, nhận được 5 mảnh của nhân vật mới ra mắt, nhân vật dâu ấy, nó con doe dâu mình mới giới thiệu cho các bạn này, bán 10 mảnh này, cả quốc nhân vật luôn. Đó. Bán quốc này, đấy, bán cả nhân vật nữa này. Anh em nhỉ, những cái gói nhân vật nó đều ra mắt nha anh em nhỉ. Còn gì nữa không anh em nhỉ? Đây, đi một vòng server Trung Quốc cho anh em xem những cái event của nó. Event tiêu quốc nhận quà nhá. Cái gói event 1 năm này chúng ta cũng đã có này. Event này thì chưa có này, đúng không? Event đây là tiêu quốc xanh này, đúng không? Quốc Lam Ngọc thì chúng ta chưa có event này nha anh em nhỉ. Nhân vật khi có một nhân vật mới ra mắt thì nó sẽ có những cái event mà kết hợp với nhân vật đây nha. Anh em thể nhìn thấy làm nhiệm vụ hay là nâng cấp cái gì đó thì anh em sẽ có những cái này đúng không? Nhân vật giống như chúng ta đang ra nhân vật cu kích ấy, đúng không? Nâng cấp cu kích lên hay làm cái gì đó liên quan đến cu kích, nâng phẩm cu kích, nhất các kiểu kiếm mảnh cu kích sẽ nhận được phần thưởng này. Thì cái nhân vật dâu này cũng vậy anh em nhé. Tiếp theo đây là cái làm nhiệm vụ gì đấy? Đào quốc à cái này tiêu quốc nha anh em nhé, nó còn một ngày giúp quốc 6 lần thì anh em sẽ nhận được như thế này. À không, đây không phải là quốc mà là nạp anh em ạ, đây là gói nạp nha anh em nhé. Nạp 6 tệ này, 50 tệ này, 168 tệ, 388 tệ và 648 tệ. Ủa nếu mà nạp 648 tệ mà được người quốc này trả lời à, đúng không? Không biết là nó tính theo mốc hay là chỉ cần nạp full 648 tệ nhận tất cả chỗ này nhỉ? Nếu mà nạp mà 648 tệ mà nhận tất cả chỗ này thì ngon quá đúng không? Ôi nha, quá ngon luôn. Lại kết hợp với một hai cái sự kiện mà mình vừa nói với các bạn mà mua dương nhất đương nhiên nữa thì nó quá tuyệt vời. Nha anh em nhá, đúng không? Tiếp theo đây là một cái event mà liên quan đến súng ống đạn dược anh em này, chắc là quay súng cái gì đó. Tiếp theo anh em này, skin. Đây là một skin nhân vật mới nhá. Không phải nhân vật mới, nhân vật cũ mình không có rõ nhân vật này tên là gì nhưng mà gọi đây à con này là tên là cái gì quy sắc ạ. Tên là quy sắc nha anh em nhé. Một nhân vật cũng kiểu dạng nhiều cu kích vậy. Một nhân vật dạng kiểu nhân vật cam nhưng mà là cover nha anh em nhé. Cam cover, cam súng nha anh em nhé. Nó sẽ bán đây là cái shop cầu nguyện tâm nguyện nha anh em nhé. Anh em nhìn này, sau này update anh em sẽ thấy nó có cả súng ấy đây anh em này, có cả súng laser này, súng laser này, cung này anh em này, sau này nó sẽ update hết vào trong shop này anh em nhé. Bình thường chúng ta chỉ có nhân vật này, sau này anh em nhìn thấy này xuất hiện là cu kích này, đó anh em là có thể cu kích thì sau này anh em cầu nguyện trong này có thể mua được mảnh cu kích này, hay là cái nhân vật Eza cái gì, nhân vật này là Eza hay là gì ạ, Ezena anh em, Ezena, còn đấy con kia là con Saki, đây là cu kích này, đây là Ezena anh em, đây là Ezena nhé. Ezena có cái nhân vật mà mình vừa cho các bạn xem ấy là con ấy tên là Saki ở dạng nhiều cá mập ấy, quy sắc cá mập gì đó. Hết chưa anh em? Đây, ở trong này nó bán gói đây anh em này. Đây, sau này anh em nhìn thấy bán rất nhiều gói nhá. Quốc 980 ruby nhận được 15 quốc. Cái này chắc là mảnh nhân vật anh em. Mảnh nhân vật cam anh em nhá. Và 10 mảnh nhân vật cam, 6980 ruby. Ở đây tiếp là 488 ruby thì anh em sẽ nhận được mảnh trang bị, mảnh của gì nhở, cái này sẽ là mảnh phương tiện anh em nhé, đây là mảnh phương tiện anh em, có thể nhận được 10 mảnh phương tiện hên xui, không biết cái này tự chọn hay là random đấy anh em,
cùng với đó 5 cuốc và 1500 dầu mảy. Gói 750 thì anh em nhìn thấy sẽ nhận được 5 cái mũi khoan, 5 cuốc và 1200 dầu mảy. Tiếp theo là gói súng, đây là mảnh súng huyền thoại anh em nhé, 25 mảnh. Không biết là nó có cho tự chọn hay là ra doom nhỉ, mình sẽ thử dịch nó ra anh em nhé. Mình nghĩ là nó sẽ ra doom chứ nó không cho mình tự chọn nữa. Mình nghĩ là nó sẽ ra doom đấy anh em. Mở để nhận các mảnh vũ khí theo lựa chọn của bạn. Ngon, nếu mà theo lựa chọn thì ngon anh em nhé. Vậy là anh em sẽ tự chọn được mảnh nhé. Anh em tự chọn được mảnh nhá anh em nhé. Đây tự chọn. Đây không phải là sứ súng huyền thoại đâu anh em. Đây là sử thi nha anh em nhé. Đây là sử thi mà thôi. Tiếp theo là 1000 mà nhận được cái này thì ngon đúng không? 1000 này anh em này, 1000 ruby. 1000 ruby nhận 15 mảnh. 15 mảnh 10 cuốc, 10 cuốc nhân vật, 15 mảnh nhân vật cam bất kỳ. Đúng không anh em? Chắc là như vậy. Hên xui hay là quay ra thì không biết là cái này hên xui hay cũng được tự chọn này anh em này. Gói 2888 ruby anh em sẽ nhận được một cái dương. Đây là dương vũ khí thần thoại nha anh em nhá. Vũ khí huyền thoại. Vũ khí huyền thoại, 10 mảnh vũ khí huyền thoại. Với giá 2880. 10 mảnh vũ khí huyền thoại với giá 2880 chat nhỉ. Nếu mà thế thì đắt. Đúng không? Nếu mà gói như thế thì đắt. Tiếp theo thì ở đây có 2880. Cũng 10 mảnh vũ khí huyền thoại nha anh em nhá. Đây anh em nhìn thấy holer này, AK này, squid này. Bazooka này, sóng nòng này, shotgun này, lửa này đúng không? Nhưng cái này bù lại nhận được 15 cuốc và 10 viên đá. 10 cái dương này. 10 dương tự chọn này em. 10 dương tự chọn hay là random thì mình không biết nữa. Đó. Đấy, mình đã review gần hết cho các bạn xem này. Ui, ở đây thì shop quà bình thường đấy anh em biết cái dương này rồi. Dương này là bán trang sức của nhân vật. Đây, cái này là cái khiên của con nhân vật dâu vừa mới ra mắt này anh em này. Khiên hoặc là cái đạn pháo này. Còn đây là cái gì? Đây là của con Saiki này anh em. Cái con mà mình vừa có tóc xanh xanh nhưng mà nó vừa bán trang phục ở trong cầu nguyện đèn thần mà bộ như bộ y tá này. Còn đây là của ai vậy? Đây của ai thì mình không biết này. Còn đây của Lina này. Đó, chờ mãi gói của Lina cán nóc này chưa đến đâu này. Còn cái này là của gì nhỉ? Anh em nhìn là biết đúng không? Cung tên này như này là biết rồi đấy. Chính của Cookie đấy anh em. Đúng không? Của Cookie nha anh em nhá. Cú kích nha anh em nhé. Đây, tất cả các gói anh em này nhìn thấy. Cú kích nha. Cung như của cú kích. Còn đây là nhân vật. Trang phục. Trang phục thì cũng như Việt Nam chúng ta mà thôi. Không khác cái gì anh em nhé. Còn đây là danh vọng VIP. VIP. Chúng ta gọi là danh vọng 2. Nhưng chúng ta hay quen gọi là VIP đấy đúng không? Bạn VIP mấy rồi? Ai không gọi danh vọng, danh vẽo gì hết. Toàn gọi là VIP thôi. Ok đây, clip này mình cũng xin phép được tạm dừng lại đây thôi. Bye bye, hẹn gặp lại anh em clip tiếp theo. See you again và thank you. Đấy, một clip giới thiệu cho anh em một khẩu súng mới. Khẩu Sky Free Fire. Nghe rất vần đấy, sao mình có thể nghĩ một cái tên hay như thế với một cái khẩu súng mà khẩu súng được như vậy nhở. Đi nghĩ lại nhiều khi thấy mình đang cấp phát. Mẹ đặt tên được cho súng thì biết đâu mẹ này VNG lại nghe được. Mẹ mình đặt tên cho súng mà cũng đặt tên cho khẩu này là Sky Free Fire thôi, đẳng cấp luôn nhờ. Hẹn gặp lại anh em clip tiếp theo nhé. See you again và bye bye.